xay mà hôm trước cô bảo Nam làm ấy, máy xay đa năng ấy. Máy xay đa năng đấy thì Nam quay hết những cái đánh hết những cái công thức của nó lên ấy để quảng cáo cái máy, chụp cái máy rồi mang cả máy sang xay ấy. Thế còn nếu mà cháu mà làm cả các cái danh mục như làm trong catalog mà đấy, cái này nó thu được cả hình ảnh à?